Hơn 1/3 cacao trên thế giới được trồng ở bờ biển Nga là thu nhập chính của hơn 3,5 triệu người ở quốc gia Tây Phi. Hàng năm, ngành công nghiệp sô-cô-la thu được lợi nhuận ước tính khoảng 110 tỷ đô la Mỹ. Nhưng ít ai biết, các cây cacao, nguồn nguyên liệu chính của sô-cô-la lại được trồng bởi những người nghèo nhất trên thế giới. Hơn thế nữa, để hạn chế tối đa chi phí, nhiều gia đình đã sử dụng trẻ em làm những công việc này. Để tránh việc trẻ em bị bóc lột sức lao động, chính phủ nước này đang kêu gọi các gia đình đưa con em đến trường học thay vì phải đi làm ở những đồn điền cacao. Ở quốc gia nhỏ bé Tây Phi này, cacao được trồng trên những đồn điền gia đình rộng vài hecta. Những thửa đất nhỏ này được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Gia đình Halima cũng vậy, cha mẹ cô đang quản lý một đồn điền nhỏ và cũng giống như các gia đình khác, bố mẹ Halima đưa cô bé đi làm thay vì đi học. Mãi đến năm nay, bố mẹ em mới cho em đi học theo chính sách của chính phủ. Tuy nhiên trước khi đến trường thì em vẫn phải đi làm việc ở đồn điền cacao. Việc cha mẹ đưa con em mình vào làm việc tại các đồn điền cacao là một thực tế phổ biến ở bờ biển Nga từ rất lâu và được coi như là một quá trình xã hội hóa khi cha mẹ truyền lại kỹ năng cho các thế hệ trẻ. Chính phủ nước này và các tổ chức phi chính phủ đang cố gắng giúp các bậc cha mẹ ở đây nhận thức lại cách giáo dục con trẻ đúng đắn và ngăn chặn các hình thức vi phạm quyền trẻ em. Các bậc cha mẹ ở đây họ không nhận thức được tầm quan trọng của nhà trường. Họ cho rằng việc đi học không quan trọng bằng kiếm tiền. Với những nỗ lực thay đổi lối suy nghĩ ấy, chúng tôi tin rằng số lượng các em được đi học đầy đủ sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại, chính phủ bờ biển Nga nói riêng và các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn sô-cô-la nói chung đang chung sức hợp tác để giữ vững nền công nghiệp cacao nơi đây, đồng thời xóa bỏ tệ nạn lạm dụng lao động trẻ em châu Phi.